Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2019 của người tuổi Tỵ. Xem tử vi tháng 6 năm 2019 âm lịch tuổi Tỵ, phương diện tài lộc kém sắc, nhất là thứ tài, vì thế bản mệnh nên hạn chế đầu tư. Bên cạnh đó, cẩn thận khi có người khác vay tiền, tránh không đòi lại được. Công việc có những bước tiến mới nhưng cũng đầy thách thức và cạnh tranh. Dịch mã động tình xuất hiện, nhắc nhở bản mệnh chủ động, sớm giáo hơn trong công việc thì mới dễ dàng có được sự tín nhiệm của cấp trên. Sức khỏe không lý tưởng, có thể bị ốm vặt, nên duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ cho bản thân và gia đình để chủ động phòng ngừa bệnh tật. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Linh Ngày Tốt. Hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé! Tử vi tuổi Tỵ tháng 6 năm 2019 âm lịch, sự nghiệp. Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp, trong tháng 6 năm 2019 âm lịch này, người tuổi Tỵ sẽ cần dồn nhiều tâm sức vào công việc. Bản mệnh đang trong khoảng thời gian thử thách với nhiều thách thức ở phía trước, đồng thời phải cạnh tranh không ngừng nghỉ đối với các đối thủ cũng đang nhằm nhè ngồi vào chiếc ghế của bạn. Trong tháng có dịch mã động tình chiếu mệnh, con giáp này càng chủ động trong công việc thì càng dễ gặt hái được thành công. Đừng như con rối chỉ đâu đánh đấy mà hãy tự suy nghĩ để tìm ra giải pháp, đào sâu tìm tòi để thấy được ý tưởng mới. Chỉ có con người sáng tạo và có năng lực mới nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Để ngồi vào vị trí cao hơn, bạn hãy phải chứng minh được tiềm năng của mình không chỉ nằm ở đó mà thôi. Tứ lục nằm ở phương chính đông, ở phương vị này trong phòng làm việc có thể đặt thêm cây cảnh để tăng vượng phí, cũng có thể trừng tháp văn xương trên bàn làm việc để giúp tinh thần thêm minh mẫn. Tử vi tháng 6 năm 2019 âm lịch, tuổi Tỵ, tài lộc. Xem tử vi tháng 6 năm 2019 tuổi Tỵ âm lịch, tài vận của con giáp này khá kém, chỉ có nguồn thu chính chứ chẳng có thêm nguồn thu phụ nào. Đừng dại mà đầu tư vô tội vạ như quay sổ số trúng thưởng. Tháng này thứ tài kém sắp, làm vậy chỉ khiến cho bạn mất tiền hào của mà thôi. Con giáp này cần phải tỉnh táo trong những quyết định của mình, chỉ một lần lầm lỡ là sẽ mất đi nhiều thứ lắm đó. Tháng 6 năm 2019 âm lịch cũng không phải lúc mà bạn có thể tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc. Dù là người thân quen cũng phải xem xét mục đích vay mượn và khả năng chi trả của họ như thế nào, tránh tình trạng có vay mà không có trả. Tuổi Tỵ kiếm tiền chẳng mấy dễ dàng, thậm chí năm nay bạn còn gặp phải không ít khó khăn trong chuyện thu hút tài lộc. Vì thế nếu có thể hãy cứ giữ chặt tiền trong tay, gửi tiền vào tiết kiệm để chờ đợi thời cơ hợp lý hơn. Tử vi tuổi Tỵ tháng 6 năm 2019 âm lịch, tình duyên. Xem tử vi 2019, tháng này nguyệt lệnh lâm tử, người tuổi Tỵ dễ bị cảm xúc quá đà, đa sầu đa cảm. Bạn mệnh có thể vì một chuyện không đâu mà liên tưởng đến bản thân mình rồi buồn khổ không thôi. Với các bạn độc thân, sự cô đơn có thể khiến cho bạn đi đến những quyết định sai lầm. Đưa chân nhắm mắt vì mong muốn có được một chỗ dựa, có nơi gửi gắm tình cảm, nhưng vì lựa chọn vội vàng nên hiện thực có thể hoàn toàn trái ngược với những gì bạn mong đợi. Người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia của mình, quan điểm sống có phần sai khác cũng là nguyên nhân chính khiến bạn cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại. Có thể bạn và người ấy cần ngồi lại nói chuyện với nhau để rõ ràng hơn về tư tưởng của cả hai người. Trong tháng 6 âm lịch này, nếu có điều kiện, cả hai hãy cùng đi chơi, đi du lịch đến nơi nào đó để đổi gió, thay đổi không khí trong mối quan hệ tình cảm và tìm cách hâm nóng lại tình yêu của mình. Tử vi tháng 6 năm 2019 âm lịch, tuổi Tỵ, sức khỏe. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, tuổi Tỵ sức khỏe không tốt, dễ bị ốm vặt. Hỏa sinh xuất cho thổ nên con giáp này hay bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Có thể là thời tiết hay tâm trạng mà sinh bệnh, không nghiêm trọng nhưng cũng sẽ gây bất tiện trong cuộc sống. Mệnh chủ nên có ý thức chăm sóc bản thân tốt hơn, cũng tạo cho mình thói quen chăm sóc sức khỏe định kỳ cho bản thân và gia đình để có thể xử lý vấn đề nhanh chóng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ. Quý Tỵ, thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, sức khỏe không tốt, dễ bị ốm vặt. Quý nhân, sửu, tí, tiểu nhân, dần, thân, màu sắc may mắn, trắng, vàng. Ất Tỵ, hỏa, nam là hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, chuyện tình cảm nhiều biến động, có thể mâu thuẫn liên miên. Quý nhân, dậu, mão, tiểu nhân, tuất, hợi, màu sắc may mắn, đỏ, be vàng. Đinh Tỵ, thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, công việc khó khăn, có nhiều áp lực. Quý nhân, thân,
Dậu, tiểu nhân, hợi, dần, màu sắc may mắn, tím, trắng. Kỷ tỵ, mộc, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, thành công chỉ đến với người có lòng kiên trì. Quý nhân, sửu, thân, tiểu nhân, mùi, dần, màu sắc may mắn, xanh lá, cam. Tân tỵ, kim, nam là hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, tiền bạc không mấy dồi dào nhưng cũng không quá túng thiếu. Quý nhân, dậu, thân, tiểu nhân, hợi, tuất, màu sắc may mắn, đen, vàng.